不放弃，用决心去守护使命，哪怕荆棘再多也要挑战自己，我们一起奋勇前进，踏上命运的征途，开拓新天地，腾霄四野心找到达目的地， We together We together 跳跃小子最无敌。这边hôm nay chúng ta lại gặp nhau mà lại mở hộp thêm một cái bộ xe chính xa phi tốc. Thì bữa hôm trước thì chúng ta đã mở cái hộp cái xe Lệ Thỏa Kỵ Sĩ, là một trong là nhân vật chính trong cái phim này. Thì hôm nay anh sẽ mở hộp cái người bạn chí cốt của anh chàng Lệ Thỏa Kỵ Sĩ, đó là cái xe Thiên Trừng Dược. Cái xe này là có mang mã số là số 7 ha. Cái xe số 5, số 7 thuộc nhóm là xe địa hình, và kích nhảy là nhảy tự động. Thì cái nhân vật Thiên Trượng Dược này là nhân đầu tiên là cậu ta là của anh chàng Tử Kiệt, là cái xe của anh chàng Tử Kiệt. Nhưng mà tính cách theo đúng trong phim nói là khùng khùng điên điên á, đúng tiếng Hoa luôn á, khùng khùng điên điên, nên không có kiểm soát được, nên Tiểu Kiệt mới lại đưa cho anh bạn Tiểu Dịch để sử dụng cái xe này. Thì để anh sẽ lấy cái hộp cho anh xem ha. Thì hộp cũng giống như những cái bộ xe khác thôi, chỉ khác là số 7 ha. Đây là hình của cái xe này, tên xe ha. Đây có cái biểu tượng của xe. Còn sau thì cũng chẳng có gì đặc biệt so với những xe khác. Đó là mã 9807, đó là xe số 07 ha. Giờ chúng ta sẽ mở hộp. Nó cùng nhóm với cái xe số 05 á, 05 là xe Tiên Kình Lôi của Long Uy á, nên cái phụ kiện nó cũng giống như cái xe đó thôi. Nó là một cái bảng để chúng ta tập nhảy vào cái điểm nào tờ giấy á, nên nhảy vào cái điểm nào thì ta được đó, ai cao điểm hơn thì thắng thôi. Đây là có một cái hướng dẫn sử dụng ha. Ok, hướng dẫn sử dụng. Mã xe 9807. 9807 ha. Không có gì đặc biệt. Đây là một cái chúng ta. Hộp lên sẽ đẹp đi ha. Đây. Để anh zoom cảnh nhé các em coi. Đây các em ha. Có một cái lưu ý này là tuy một nhóm của chúng ta có 4 xe, nhưng mà thực tế nó chỉ có 2 kiểu dáng thôi. Số 5 và số 6 thì sẽ cùng một kiểu dáng, số 7, số 8 cùng một kiểu dáng, chỉ số 5 và số 6 cùng kiểu dáng nhưng chỉ màu nó khác nhau thôi. Nên bởi vậy chúng ta có 16 mã xe nhưng mà thực tế là chỉ có 8 kiểu dáng thôi. Đây anh sẽ có thể cho các em xem cái hình dáng của hai xe ha. Hai xe số 5 và số 7, đây số 5 với số 7 là hai kiểu dáng hoàn toàn khác nhau, cùng một nhóm nhưng mà là kiểu dáng khác ha. Đây. Đây. Chúng ta đợi xem ha. Thì cái xe của chúng ta là loại xe tự động nên trong cái hộp em cũng thấy cũng không có cái cây kích nhảy ha. Thì nói chung thì đằng sau xe này cũng chỉ có chữ nổi lên đông giống những xe khác thôi, có cái tem dán cái mã QR để download ứng dụng thôi. Thì lưu ý của em là mấy xe, những đồ chơi của hãng lên đông bây giờ em của em sẽ tìm được đâu đó ở trên sản phẩm của họ là sẽ có in cái chữ nổi lên đông logo của họ, nếu mà không có là có thể là hàng nhái rồi ha.
Thì đây cách lắp đặt cũng giống như xe ấy thôi. Rồi, bây giờ anh sẽ test thử khả năng nhảy của bạn này luôn. Thì bây giờ anh sẽ thử khả năng nhảy cao của bạn này trước ha. Thì đây là cái mức 6 vạch Lego Duplo giống như cái xe số 5 hồi xưa chúng ta đã kiểm tra rồi. Giờ chúng ta thử kiểm tra xem xe này liệu có qua được dễ dàng hay không. Qua nữa em ha. Nó cũng qua rồi. Nó vẫn đặc tính của nó vẫn là xe này vẫn là xe nhảy xa mà. Thì cách lắp ráp thì cái này hơi lưu ý một chút ha. Đây nó có hai cái thanh dưới này. Chúng ta gập lên đây trước. Lên đây trước. Xong rồi chúng ta mới gập xe này xuống rồi chúng ta móc cái chốt này đi. Rồi. Anh sẽ thử lại một lần nữa để khẳng định xe này nó sẽ qua cái mức này ha. Qua rồi. Bây giờ thì anh sẽ nâng thêm một bức nữa để thử sức luôn. Chúng ta lắp xe lại ha. Đúng là cái anh chàng này anh có cảm giác là nó còn khó điều khiển hơn là cái xe số 5 á. Đúng như cái tính cách của anh này trong phim á, các em coi trong phim là không bao giờ điều khiển chính xác được anh này. Chạy rất là nhanh. Chạy rất là nhanh và rất là khó chính xác. Ta thử lại. Ồ, cái mức này có vẻ như là cái khoảng cách lấy đà là phải quá dài mà để điều khiển cho anh chạy quá nhanh. Chạy qua thì rất là khó. Đó, qua rồi. Thì xong cái khả năng nhảy cao thì anh sẽ thử đến nhảy xa ha. Nhảy xa là điểm mạnh nhất của cái dòng xe này, của cái nhóm này ha. Anh sẽ thử ha. Qua ba cái con chính xa thành phố này qua rất là dễ dàng ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử tới con thứ tư. Đây. Lần trước cái xe số 5 cũng qua được cái này nhưng mà cũng không phải là dễ dàng lắm. Bây giờ anh sẽ thử bằng cái này. Qua rồi các em. Rất là dễ dàng. Dễ dàng là khi mà chúng ta điều khiển được chính xác thôi. Thì anh đã hoàn thành mở hộp cái xe số 7 Thiên Trượng Dược ha. Thiên Trượng Dược và test cái khả năng nhảy cao nhảy xa của cái xe này. Thì sau khi kiểm tra mở hộp, kiểm tra chơi thử thì nhận xét anh là về cảm giác là cái độ nhảy cao nhảy xa của cái xe số 7 nè thì nó cũng tương đương cái xe số 5 như thôi, nhưng mà cái cảm giác có vẻ tốc độ nó hơi nhanh hơn một chút nên cái phần kiểm soát nó hơi khó hơn. Cái xe Thiên Trượng Dược số 7 này là một cái nhân vật cũng thuộc là nhân vật chính ở trong phim á. Và theo đúng cái nguyên văn tiếng Trung trong đó gọi là anh này là khùng khùng điên. Mà cũng vì cái này nên anh cũng nên lưu ý các em là khi các em có lỡ mà nói chuyện với người Hoa ấy, các em được nói chữ khùng khùng điên á. Khùng khùng điên là tiếng Hoa họ cũng gần giống mình á. Lỡ mà họ nói là họ hiểu á thì bà nói vậy cho vui thôi. Thì bài mở hộp của anh hôm nay đến đây là hết. Thì xin hẹn gặp lại các em trong những video mở hộp những sản phẩm khác. Thân ái chào tạm biệt tất cả các em.